Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Bài thuốc giải độc gan kỳ diệu từ 3 loại cỏ dại. Quý vị và các bạn thân mến, trong cơ thể, gan là một bộ phận rất quan trọng với nhiều vai trò quan trọng như lọc máu, giải độc gan và thanh lọc cơ thể. Vì vậy, gan cũng chính là một trong những cơ quan làm việc với tần suất cao, dễ chịu nhiều tổn thương. Để phục hồi tổn thương tế bào gan, phòng chống những căn bệnh nguy hiểm như viêm gan, xơ gan, suy giảm chức năng gan, việc giải phóng các độc tố tích tụ trong gan là rất cần thiết. Sức Khỏe Tự Nhiên sẽ giúp bạn hiểu thêm về bài thuốc giải độc gan kỳ diệu từ 3 loại cỏ dại. Nếu bạn cũng quan tâm đến các liệu pháp giải độc gan lành tính thì đừng vội bỏ qua video này nhé. Giải độc gan hiệu quả với cà gai leo. Cà gai leo chính là thành phần không thể thiếu trong những loại trà mà chúng ta nên uống mỗi ngày, là một loại thảo dược ngày càng được nhiều người quan tâm và sử dụng. Cà gai leo chính là vị thuốc tuyệt vời để hỗ trợ giải độc gan. Toàn bộ thân, lá và rễ cà gai leo đều có nhiều hoạt chất tốt cho gan. Sau khi lấy được cây cà gai leo, bạn mang đi rửa sạch, sau đó xắt thành nước để uống thay nước lọc hàng ngày. Uống trong khoảng 7 ngày, bạn sẽ nhận thấy hiệu quả. Giải độc gan bằng nhân trần. Nhân trần có vị đắng, có công dụng thanh nhiệt, giải độc hiệu quả. Người đang bị nhiễm độc gan, suy giảm chức năng gan, có thể dùng trà nhân trần để khắc phục tình trạng trên. Cách sử dụng trà nhân trần để giải độc gan. Với những ai thường xuyên sử dụng rượu bia, hút thuốc lá nhiều thì có thể sử dụng mỗi ngày một chai nước nhân trần để hạn chế tác hại từ rượu đến tế bào gan. Nước nhân trần có thêm sự kết hợp từ những thành phần sau: hạt mùn sao, rau má khô, cam thảo sống. Những nguyên liệu trên kết hợp với nhân trần mang lại tác dụng giải độc gan hiệu quả. Với những đối tượng bị viêm gan kèm theo sốt cao, ra nhiều mồ hôi ở trán, vàng da, bụng đầy, miệng khô và đi tiểu tiện khó khăn, bạn có thể kết hợp nhân trần cùng chi tử, đại hoàng xắt thành nước và chia làm 3 lần uống trong ngày. Trường hợp muốn sử dụng trà nhân trần để mát gan, lợi mật thì cần dùng bông mã đề, nhân trần, bán chi liên. Mát gan lợi mật, thanh nhiệt dùng nhân trần, bông mã đề, bán chi liên, sấy hoặc phơi khô, tán vụn, mỗi ngày dùng 50g hãm với nước sôi uống thay trà trong ngày. Nhân trần giải độc gan rất tốt nhưng không thể dùng cho phụ nữ có thai, cho con bú nếu chưa hỏi qua ý kiến từ bác sĩ. Đặc biệt không pha nhân trần cùng cam thảo, không uống nhân trần hàng ngày. Dùng cây mật nhân giải độc gan hiệu quả. Cây mật nhân là một trong những loại thuốc nam quý hiếm có công dụng điều trị nhiều bệnh, đặc biệt là trong điều trị bệnh về gan và hỗ trợ giải độc gan hiệu quả. Cây mật nhân đối với bệnh gan có các vai trò như hỗ trợ bảo vệ các tế bào gan, tăng khả năng miễn dịch cho gan, hỗ trợ hình thành tế bào gan mới. Thành phần trong rễ cây mật nhân có các chất hỗ trợ tăng hệ miễn dịch trong gan. Đây là công dụng hiệu quả trong điều trị bệnh viêm gan B. Đồng thời, cây mật nhân có tác dụng ngăn chặn bệnh xơ gan nếu kết hợp thêm cây cà gai. Cây mật nhân cũng có tác dụng giải rượu hữu hiệu. Người bị xơ gan do rượu bia cũng có thể dùng mật nhân để điều trị. Cách sử dụng mật nhân điều trị giải độc gan hiệu quả nhất là hãm trà để uống. Những bài thuốc này có tính chất tham khảo vì còn tùy thuộc vào cơ địa mỗi người mà bài thuốc phát huy công dụng khác nhau. Bạn nên hỏi qua ý kiến bác sĩ trước khi dùng để đảm bảo an toàn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.